không có đậu không? Có đậu chà. À, có đậu hả? Thôi rồi lỡ rồi chọn lấy luôn. Rồi được tên gì? Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn giáo điểm tin mừng, con là Giuse Trần Xuân Tuyết, 60 tuổi, con hiện đang ở xã giáo xứ Bình Giang, giáo phòng Phan Thiết. Con là người bệnh chào ở tại Phan Thiết, con chịu bệnh nó rất ngứa ngáy con người, con chịu không nổi, đỏ hết cả người luôn. Con đi bác sĩ da liễu ở tại Phan Thiết, con về như vậy con thấy chịu không nổi, con nói bác sĩ Phan Thiết này quá dở, con xin đi vô da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Con vô con khám, bác sĩ khám nói anh là bị chào hết cả phần người ngứa ngáy luôn. Bác sĩ bán cho con là 750.000 tiền thuốc, con về con uống cũng không hết. Sau khi nó còn ngứa ngáy, con chịu không được, con bứt rứt trong cái lưng tâm của con. Con là có một đứa con dâu, nó đi lên giáo điểm tin mừng lần thứ nhất, con mới nghe như vậy nó mua một cái máy về, thì con nói thôi cái máy này con mua ở đâu, ở trong cha, thì bây giờ con bán lại cho cha, cho ba đi. Nó đi cho con đưa lại cho cháu 100.000. Rồi vợ con lấy mua, con tấm lòng của con hay chi, con nghe lời Chúa, lời cha, con không đã in vào trái tim của con. Thì con đi lần thứ nhất, bữa đó là vợ con cũng là tính đi hai vợ chồng, nhưng mà vì lý do bà bị mổ bách thực hiện, bà đi kia, con đi đây là lần thứ nhất là lên đó, lần thứ hai, lần thứ ba, nay con đi lên làm chứng cho Chúa là lần thứ tư, là cái bệnh chàng của con sạch sẽ, không còn gì nữa, hết ngứa ngáy. Thì con xin đến đây tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và xin cha và cộng đoàn giáo xứ đang cố gắng cầu nguyện cho con, vì con cũng đang còn nhiều bệnh nhưng mà đấy. Con tặng cho một cái máy 365 bài giảng, nguyện xin Chúa cho lành cho. Xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Chúng ta thấy rất xác tín đúng không? Rất xác tín, những người làm chứng là những người tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa như vậy. Con gọi đạo không?